Xin chào tất cả các bạn, mình là Phùng Minh Nhật. Năm nay mình 7 tuổi, mình học lớp 1N, trường tiểu học Hải Bối. Hôm nay mình sẽ học lịch sử cùng các bạn nhé. Nào bây giờ mẹ với Nhật sẽ cùng học lịch sử nhá. Học lịch sử Việt Nam nhá. Nhật trả lời các câu hỏi này cho mẹ nghe nhá. Vâng. Câu hỏi thứ nhất, thời Văn Lang được cai trị bởi ai? A là An Dương Vương, B là các vua Hùng. Là các vua Hùng. Các vua Hùng đúng không? Rồi chính xác, thời Văn Lang là được cai trị bởi các vua Hùng. Câu thứ hai, ai là người đánh bại vua Hùng thứ 18 để lập lên nhà nước Âu Lạc? A là Đinh Bộ Lĩnh, B là An Dương Vương, C là Nguyễn Ánh, D Nguyễn Huệ. An Dương Vương. Rồi, đáp án đúng là An Dương Vương. Câu hỏi thứ 3, vua An Dương Vương tên thật là gì? A Thục Phán, B Nguyễn Huệ, C Nguyễn Ánh và D là Lý Công Uẩn. Thục Phán. Thục Phán đúng không? Rồi, chính xác, vua An Dương Vương tên thật là Thục Phán. Câu hỏi thứ 4, vua An Dương Vương đóng đô ở đâu? A Mê Linh, B Cổ Loa, C Hoa Lư, D Thăng Long. Cổ Loa. Rồi, vua An Dương Vương đóng đô tại Cổ Loa, chính xác. Câu hỏi thứ 5, Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại ai? A là Tô Định, B là Triệu Đà. Tô Định ạ. Tô Định à, chính xác. Hai Bà Trưng khởi nghĩa để chống lại Tô Định. Câu hỏi thứ 6, Lý Lam Đế đặt tên nước là gì? A Lam Việt, B Âu Lạc, C Bách Việt, D Vạn Xuân. Vạn Xuân. Vạn Xuân. Lý Lam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân. Vạn Xuân, rồi chính xác. Câu thứ 7, Lý Lam Đế tên thật là gì? A là Lý Công Uẩn, B là Lý Bí, C là Nguyễn Ánh và D là Thục Phán. Lý Lam Đế tên thật là gì? Lý Bí. Lý Bí đúng không? Rồi chính xác, Lý Lam Đế tên thật là Lý Bí. Câu hỏi thứ 8, Lý Lam Đế đóng đô ở đâu? A Cổ Loa, B Mê Linh, C Long Biên và D là Thăng Long. Long Biên ạ. Long Biên, rồi chính xác, Lý Lam Đế đóng đô ở Long Biên. Câu thứ 9, Mai Hắc Đế tên thật là gì? Mai Hắc Đế tên thật là gì? A là Mai Thúc Loan, B là Lý Công Uẩn, C là Mai An Tiêm và D là Nguyễn Ánh. Là Mai Thúc Loan ạ. Mai Thúc Loan, chính xác. Câu thứ 10, thời nhà nào của Trung Quốc đã đánh bại Mai Hắc Đế? A là thời nhà Lương, B là thời nhà Đường, C là thời nhà Tùy và D là thời nhà Triệu. Nghe lại câu hỏi nhé. Dạ. Thời nhà nào của Trung Quốc đã đánh bại Mai Hắc Đế? A là nhà Lương, B là nhà Đường, C là nhà Tùy và D là nhà Triệu. Nhà Đường ạ. Nhà Đường đúng không? Chính xác. Câu thứ 11, Ngô Quyền đã đánh bại ai ở trên sông Bạch Đằng? A là nhà Đường, B là Lam Hán, C là nhà Minh và D là nhà Tùy. Nam Hán ạ. Nam Hán, rồi. Ngô Quyền đánh bại Nam quân Nam Hán ở trên sông Bạch Đằng. Câu thứ 12, Ngô Quyền nên ngôi vua tự xưng là gì? A là Ngô Vương, B là Lý Thái Tổ. Ngô Vương ạ. Rồi, chính xác. Câu thứ 13, Ngô Vương đóng đô ở đâu? A là Cổ Loa, B là Mê Linh, C là Hoa Lư và D là Long Biên. Cổ Loa. Ngô Vương đóng đô ở Cổ Loa, giống vua An Dương Vương đúng không? Vâng ạ.
Câu thứ 14, ai được xưng là Vạn Thắng Vương? A là Lý Công Uẩn, B là Nguyễn Ánh, C là Mai Phúc Loan và D là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh ạ. À? Vì sao Đinh Bộ Lĩnh lại được xưng là Vạn Thắng Vương, con có biết không? Có. Vì sao? Vì Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được 12 sứ quân, do đánh đâu thằng đấy nên xưng là Vạn Thắng Vương ạ. À? Rồi. Khi Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế thì được gọi là Đinh Tiên Hoàng. Thì lúc đấy Đinh Tiên Hoàng đã đặt tên nước là gì? A là Đại Việt, B là Đại Cồ Việt, C là Bách Việt và D là Lam Việt. Đại Cồ Việt ạ. Đại Cồ Việt. Đinh Tiên Hoàng đã đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Câu cuối cùng này. Vâng. Câu thứ 16, câu cuối cùng nhá. Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở đâu? A là Hoa Lư Linh Bình, B là Mê Linh, C là Long Biên và D là Thăng Long. Mày đọc lại câu hỏi nhé. Vâng ạ. Vua Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở đâu? A là Hoa Lư Linh Bình, B là Mê Linh, C là Long Biên và D là Thăng Long. Hoa Lư. Đúng rồi, vua Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở Hoa Lư Linh Bình. Vâng ạ. Chính xác. Rồi kết thúc rồi. Các bạn hãy xem lại lịch sử và kiểm tra lại xem mình có đoán đúng không nhé. Xin chào, bye bye.